trời trớ trêu thay ngay khi nghe tin chàng đi về nơi rất xa. Nàng buồn hóa tâm tư đau thương phá tâm bệnh trong lòng như khóc hoa. Người mượn cớ đi nơi linh thiêng mong quên đi hết nỗi sầu triền miên để lại thấy được chàng bớt đau trong tim nàng mà. Tránh yêu thương nhân gian chàng gieo thân sáng trong biển lửa tràn để lại mối nhân duyên đắng cay.